Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 niên Giáp Thìn. Bây giờ Bích Giang tới ban trị sự của xã Tân Quế, ấp Hạ, xã Tân Quế, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp quý vị. Ở ban trị sự này là thuyết giảng lệ hàng tháng luôn quý vị. Vào ngày 13, tháng nào cũng vẫn có thuyết quý vị, mà giảng hai đề tài. Đề tài thứ nhất vừa xong rồi, bây giờ đang nghỉ giải lao 15 phút. Giờ là quang cảnh trước cửa của ban trị sự của Tân Quế quý vị. Bây giờ Bích Giang sẽ đi dài vào trong ban trị sự quý vị. Đây, trợ lý của Hoàng Chí Tâm đây nghe quý vị. Ở đây diện tích rất là rộng quý vị. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin thông báo các đồng đạo Tô Thị Ánh, chào giáo lý viên xã Thông Bình, huyện Trang Tây, chào phái đoàn có an mình nè, là đồng đạo bài phó ban trị sự giáo hội Phật giáo và hảo xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã lớn với vận nạn nhưng gia đình hoàn cảnh khó khăn tiền bạc kém hộp vậy đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo và hảo xã Thông Bình do đồng đạo Tô Thị Ánh. Đây là trong hội trường của buổi thuyết giảng, quý vị đang nghỉ giải lao 15 phút nên là các cô chú đồng đạo có đọc lại những lời chúc học của tổ thầy không quý vị. Chị đi với bà Hải hả? Dạ. Đây là trong hội trường buổi nghỉ giải lao 15 phút dùng bánh nước nha quý vị. Yeah.
Người đẹp này cứ đổi hình đổi với mẫu hoài nè. Oh,
Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là thành thuyết giảng ngày ngày hai, thời gian cũng rất kéo dài khoảng hơn một tiếng. Ban tổ chức chúng tôi cũng rất mong quý vị đồng đạo hãy quan hệ luôn xã hương nghiêm, hạn chế đến chuyện riêng, hạn chế nghe điện thoại, hạn chế đến cà phê thức ăn bánh trái, rồi mọi người cũng mong hãy tập trung vào việc mọi người tân trọng thân tận để tiếp thu và theo dõi đề tài cầu tốt trong một giáo viên tuyên bài nhằm thám hiểu bài pháp sau đây chúng tôi xin tham đạo giới thiệu đề tài hai hôm nay đó là đề tài ký hiệu công bố chuyển biến sáu của trường giáo dục Phật giáo và Hậu đã viết vào tháng năm tháng bảy năm 1945 tại Sài Gòn. Hôm nay chúng tôi xin tham đạo giới thiệu và kính mời đồng đạo Nguyễn Thị Trang là giáo viên văn một tiền giáo lý của ban tài sự trung ương giáo hội Phật giáo và Hậu đến từ tỉnh An Giang đất thiết giảng đề tài đến những đàn tóc hay nhiệm vụ cùng chia sẻ đề tài các đồng đạo tại hội nghị này trong buổi sáng hôm nay. Xin trân trọng kính mời giáo viên. Vậy thì lời đầu tiên bạn các chúng tôi gửi đến toàn thể chúng vị nơi những sức khỏe an lành, nơi dòng một tiếng tự và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa toàn thể chúng vị, thời tiết thì rất là oi bức quý vị, cho nên quý vị cũng quan hỷ thông cảm, cho nên vì thế mà chúng tôi sẽ nói nhanh gọn lẹ xúc tích để mà chúng ta có thể hoàn mãn, giống như chú Nguyễn Thế Cường nói đó, chúng ta nói tới 2 giờ chiều được không? Phải không quý vị? Ông trưởng ban cũng giơ tay lên đầu hàng kìa. Cho nên vì thế mình có một cái nhân duyên rất là lớn. Chúng ta biết là đây là lần thứ hai được đặt chân đến ban nhân sự này. Lần trước thì dạy giáo viên Phạm Chí Tâm, lần này thì chúng ta giao duyên trong cuối tháng 9, chắc có lẽ là đầu năm sau chúng ta mới có dịp quay trở lại tại hội trường này. Vậy thì không làm mất thời gian quý báu còn thể chuẩn gì trong buổi sáng này. Chuyên đề tiếp theo đó là chuyên đề kỷ nghiệp. Một công tác nghiệp rất là quan trọng. Tại sao lại quan trọng? Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như thế nào? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rất là rõ ràng. Ý mặc dầu xếp thứ ba, nhưng đều làm chủ và chi phối hết tất cả những hành động, lời nói, tư tưởng của chúng ta. Tôi không hiểu. Xin chào chị đẹp. Nếu mà ý chúng ta, tư tưởng của mình khởi lên tham lam, sân nộ, mê si, thì bắt đầu xuôi khiến khẩu của chúng ta sẽ phạm
bốn điều: lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, giọng ngữ, và theo đó là không chúng ta sẽ phạm lỗi phạm vào sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Cho nên ý nghiệp quan trọng tối thắng. Nhưng chúng ta biết lúc nãy mình đã tìm hiểu một cái chuyên đề về bát chánh là con đường học Phật, chuyên đề ý nghiệp là con đường tu nhân. Buổi sáng này mình học hai cái chuyên đề, vấn đề về học Phật tu nhân, phải không quý vị? Tu nhân là đền trả hướng ơn, tránh tam nghiệp vừa thập ác. Học Phật là tu phước tu huệ, thực hiện bát chánh đạo. Đây là quá trình học Phật tu nhân của người tín đồ Phật giáo Bạch Hảo. Mà thầy dạy muốn làm tròn nhân đạo phải sao? Phải giữ vẹn tướng ơn, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và vừa thập ác. Cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ. Bây giờ mình muốn làm giàu mình tránh không cho thiếu nợ. Bây giờ mình muốn giải thoát thì sao? Mình phải tận tam nghiệp. Đây là cái vấn đề cốt lõi đầu tiên. Mà chúng ta biết một khi tam nghiệp mình tịnh là tương lai mình sẽ đi đến sự giải thoát. Quý vị, thầy dạy chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật, hay tam nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật giảng Tây Phương không? Cho nên mình đền trả hơn, mình cũng phải tịnh luôn tam nghiệp, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Chúng ta hoàn mãn rồi thì tương lai từng bước chúng ta sẽ tiến tu đi đến quả vị giải thoát, chứ không phải là mình tu đạo nhân mà mình không giải thoát nghe. Vẫn giải thoát hơn cái gì. Cho nên thực thi tịnh được tam nghiệp thì chúng ta sẽ hoàn mãn. Đặc biệt trong tam nghiệp, ý nghiệp giữ cái vai trò quan trọng tối thắng. Cho nên vì sự quan trọng này mà trong buổi sáng hôm nay tôi xin chia sẻ với toàn thể quý vị qua một chuyên đề quan trọng, đó là ý nghiệp. Vậy thì ý nghiệp là gì? Thầy dạy ý nghiệp là tội lỗi do ý tưởng gây nên. Ý nghiệp sanh ra mấy điều ác? Ý nghiệp sanh ra ba điều ác: tham lam, sân nộ. Khi mình không có một chút nông giận thôi mình cũng không bao giờ giải thoát. Một khi tâm mình còn tham, tâm mình còn sân, tâm mình còn si thì sao quý vị? Mình nghe chánh pháp không sàng lọc được chánh pháp. Tại vì lúc nãy mình đã nghe đề tài chánh niệm đó. Mình ngồi đây, mình đặt tư tưởng ở đây bên tay mình nghe pháp, nhưng mà tư tưởng của mình không đặt thẳng vào chánh pháp. Một khi không đặt thẳng vào chánh pháp thì mình nghe pháp mình đâu có hiểu chánh pháp. Một khi không hiểu chánh pháp làm sao sàng lọc chánh pháp? Một khi không sàng lọc chánh pháp làm sao hành trì đúng chánh pháp? Một khi không hành trì đúng chánh pháp, tương lai sẽ không bao giờ chứng đắc quả vị. Cho nên hôm nay tâm mình bớt cái vấn đề tham sân si thì tâm mình, tư tưởng của mình ở đây nghe pháp sẽ sàng lọc hành trì, và tương lai mình mới có thể đi đến sự giải thoát. Cho nên vị thấy mà tất cả chúng ta tu dụng gì hôm nay mà phải thực thi cái vấn đề gì? Diệt đi cái sự tham lam, sân hộ và mê si. Trong thời kỳ của Đức Thế Tôn còn ở tại thế, chúng ta biết một tràng pháp của Thế Tôn đó nè. Khi mà thực thi cái vấn đề truyền pháp, Thế Tôn thuyết pháp xong, tất cả thánh chúng trong hội trường đều chứng đắc quả vị A La Hán, Phật Bất Chi, Tu Đà Hoàn và cái quả vị thấp nhất đó là sơ quả. Nhưng qua cái đàn pháp của Thế Tôn chỉ có năm vị cư sĩ này không chứng đắc quả vị A La Hán. Tại sao? Năm vị cư sĩ này khi nghe chánh pháp của Thế Tôn không sàng lọc chánh pháp, mà khi nghe chánh pháp của Thế Tôn có những cái hành động rất là kỳ bí. Thì lúc này ông A Nan mới lại mới bạch cho Đức Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn: nguyên nhân nào năm vị cư sĩ này nghe chánh pháp của Thế Tôn mà có những cái hành động rất là kỳ quái? Thì lúc này Phật mới nói: có hành động gì thế A Nan? Thì ông A Nan cũng trả lời là: dạ bạch Đức Thế Tôn, người thứ nhất nghe Thế Tôn thuyết pháp thì cầm cái nhánh núi khô đó tự tự cái bản đất cày đó, tự tự cái bản đất cày. Người thứ hai nghe Thế Tôn thuyết pháp, phanh tay ngủ gục trong hội chúng. Người thứ ba nghe Thế Tôn thuyết pháp, xé từng chiếc lá nhỏ trên cái cành cây. Người thứ tư nghe Thế Tôn thuyết pháp, ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm. Người cuối cùng nghe Thế Tôn thuyết pháp thì vẫn nhìn Thế Tôn đó, nhưng tâm không đặt hẳn vào chánh pháp. Lúc này ông A Nan hỏi thêm: dạ bạch Thế Tôn, nguyên nhân nào năm vị này nghe chánh pháp mà có những cái hành động như thế? Lúc này Thế Tôn mới trả lời: này A Nan và tất cả thánh chúng, các ngươi có biết không, người thứ nhất nghe ta thuyết pháp lấy nhánh củi khô thử
đồng. Người thứ hai nghe ta phát pháp phanh tay bị một cái hội chúng. Người này kiếp trước là con rắn thức phanh mình trong sáu bể. Người thứ ba nghe Thế Tôn thuyết pháp tay xé từng chiếc lá nhỏ. Người này kiếp trước là sao quý vị, là con khỉ tích truyền từ cành này đến cành khác. Người thứ tư nghe ta thuyết pháp ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm. Người này kiếp trước là nhà tiên đón các mệnh tinh của ngôi sao. Người cuối cùng nghe ta thuyết pháp không chú tâm. Người này kiếp trước là nhà tiên đón thiên dân học ngày A Nan. Năm vị này nghe chánh pháp không chứng đắc quả gì. Lúc này ông đang nguyên ngưỡng nó tại sao và bà Đức Thế Tôn nguyên nhân tại qua sao có lên không nói vậy mà không chứng đắc quả gì. Thì lúc này hôm qua cũng đâu lên đâu biết. Trả lời này A Nan không biết bỏ qua đi. Tại sao không năm vị này nghe pháp trong tâm không sàng lọc chánh pháp, không chiêm nghiệm lời dạy của Thế Tôn, không tư duy cho giảng coi đại đi mười mấy năm hiểu chánh pháp tương lai không đắc đạo. Này hỏi tất cả các người ở đây, nếu trong tâm các nói thì nói thì nói vậy thôi chứ cũng có làm được bảy năm vị cư sĩ này thì nghe chánh pháp không bao giờ sàng lọc. Cho nên vì thế các ngươi hãy gắng diệt trừ tam học chứng này giống như diệt trừ ba con rắn độc thì tương lai mình mới có thể hoàn mạng. Và hôm nay đức thầy chúng ta dạy thế nào, mau trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si, chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Vậy thì qua lời giải Thế Tôn, nếu tâm của mình còn tham, tâm mình còn sân, tâm mình còn si thì mình nghe chánh pháp không sàng lọc. Cho nên vì thế trong buổi sáng hôm nay mình xin đề các phương hướng, mình diệt đi cái sự tham lam ích kỷ, bỏ sẻ cái sự nông dập mê lầm và cái sự mê si tâm tối của chúng ta như thế nào. Qua cái chuyên đề ý nghiệm chỉ điểm tên bạch đầu tiên, đó là tham thẳng kiến thấy của người thèm khô nước miếng, tính là sao đường gạt lấy đi sẵn núi tham bất nước chuyện gì giàu xấu tốt cũng là dồn. Cái câu nói rất là đặc biệt của đức tôn sư chúng ta, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa hết trơn trong cái tham của mình. Phải chi mình dồn cái tốt, phải chi mình dồn công đức, phải chi mình dồn cái sự cúng lại niệm phật của chúng ta thì đâu có chuyện gì xảy ra. Còn cái chuyện này là xấu tốt mình đều dồn hết trơn trong sự cúi tham của chúng ta. Thầy giải nào, biết sao thầy được cúi tham không ngăn không đá càng làm không kiên. Gái chào cái chữ mà không kiên ở đây là sao mà mẹ không cái lò sao nói dạng phòng nhất nhất cái vết thương thì nó gáo rồi nhưng nó vẫn nhất nguyên cái vỏ con. Lòng tham lúc này đã mọc mầm xanh lá cội rễ trong tâm thức của chúng ta rồi. Quý vị còn tham không còn, cô Trang còn tham không còn, từ mấy người ơi con về nhà ông nhắn tin cho con nha. Rồi con về tới nhà rồi nhắn tin cho tới con, con về tới nhà rồi. Hôm nay mình mở thời quỷ hạ quân Phật Pháp này. Dạ mình còn nghe cảm ơn quý vị đã gieo trong tâm thức của mình vô lượng ức kiếp kim ông qua tham lam bỏ ra thì luân hồi sanh tử cửa trường sinh của chúng ta sẽ mở ra và chúng ta sẽ không bao giờ chạy thoát được. Cho nên vì thế hôm nay đừng bao giờ gieo trong tâm thức của mình hạt giống tham không gì. Một khi gieo một hạt giống tham không, nó sẽ mọc mầm xanh lá và mình không ngăn ngừa được thì tương lai sẽ không bao giờ chứng cái gì. Giống như chàng thanh niên này quay ra cửa mới vô mới năm sáu tuổi ăn cắp cái quê để giờ lo ghi gái có quay mà người mẹ lúc này cảm thấy rất là thích thú thì giờ đang sửa sản mua cắp quẹt và chị con mình đang quẹt về xài không phải không. Nên lúc này người mẹ rất là vui, người mẹ nói đây là cái việc làm rất là tốt, con gái phát huy nghe có thấy cái gì đó của người khác có rơi rớt đó định nên về xài khỏi còn muốn khỏi tốn tiền. Thì người mẹ này chính là cái tác nhân gây trực tiếp cho cái hạt giống tham này bắt đầu phát khởi lên. Thì lúc này anh thanh niên 7-8 tuổi bắt đầu tham bánh kẹo, sau đó tham từ 10.000, sau đó đến 50.000, sau đó 100.000, sau đó 500.000, đến khi anh ta 20 tuổi là lúc này cái sự tham bắt đầu nó bộc phát lên rồi. Anh ta mới giết người cướp của, và khi giết người cướp của bắt vào đem sửa sản để tự tử hình đó.
thì anh ta mới nói yêu cầu gặp mẹ mình lần cuối. Khi bà mẹ bước vô cái chỗ đó, anh ta nước mắt và nhụa chính bàn tay của mình ta thẳng cho bà mẹ. Lúc này mẹ không biết gì cả, nói tại sao con lại đối xử với mẹ vậy. Thì lúc này nước mắt anh mới nghe chứ mới nói mẹ, hôm nay con có cái hoàn cảnh như thế này là do mẹ dám đến với con đó. Bởi vì lúc đầu con ăn cắp cái một vẹt, mẹ ngăn ngừa cái vấn đề đó, thì hôm nay con sẽ không có tình trạng này xảy ra. Nhưng mà mẹ vẫn tiếp tục nói cái việc làm này tốt lắm, việc làm này cần được phát huy, nên con phát huy đến độ bây giờ con chuẩn bị lãnh án tử hình có đúng với những gì mà mẹ đã đem lại cho con hay không. Thì lúc này người mẹ đó là cái gì? Đang chuẩn bị tư tưởng là kết thúc người con. Nhưng nghe người con nói như thế vậy thì chính mình đã đưa người con của mình vào sự tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn, người mẹ gục ngã tại đó. Và anh ta tương lai bị tử thần tại vì giết người cướp của mà. Có phải là tương lai bị hủy hoại do cái hạt giống tham không? Hôm nay nghe, mình giàu mình là người tu nghe. Một trái ớt, trái cà của người ta đừng bao giờ đưa cái tay ngắt. Một cái bông trang, một cái gì đó của người ta đừng bao giờ đưa ra đây để mà ngắt. Dư với sự cho phép của chủ gia, mặc chồng mình và người đó là không. Mình và người đó đã từng bấy phục đó, chồng sống với nhau, đòi đạo với nhau đó. Nhưng mà đưa tay ngắt một chớ, phải giật cái tay lại. Việc làm của mình đều có chư thần ghi chép tất cả đó là cái sự tham lắm. Đưa ra các cái ớt cũng là cái sự tham. Dư với sự cho phép của bất kỳ ai thì đây cũng là một sự tham. Mình đi đến hội trường, mình đi đến ban trị sự, mình cầm cái món đồ đó đưa với sự cho phép của ban trị sự tại nơi đó, mình chở mẹ hạnh đi ha. Về đó cũng là cái sự tham của chúng ta. Đó là Phật giải tất cả sanh của tâm chúng ta, đó là tài, sắc, danh, thực và thùy. Đâu có uống đâu, có gặp đâu mà uống. Hay mình dạy mình bao nhiêu tên tham. Làm bạn giúp chó cắn lên. Giống vậy, xúc. Đây là tổ độ đẩy bánh xèo bữa buổi thuyết giảng ở Tân Quế nha quý vị. Nào, bữa nay vô khâu đứng đổ bánh xèo luôn rồi. Giỏi dữ vậy ha. Nè chị quá giỏi tao. Chị ở đâu cái nọ ở chỗ nào ở ừ, cậu đi để cho chú hỏi đi. Chú quay chú có hỏi không? Đúng rồi. Chú đâu phải nhà có chú đúng không? Bên đây là khâu nạo dừa xây bột nè quý vị. Đây còn sâu xào nhân nha quý vị. Nhưng điên điển nha quý vị. Đây là cái này thôi phải không?
Đây hành là một. Dán đi, lát này dán lại cho nợ lại nha Lê Nhung. Lát này dán lại cho nợ nha. Để chị, ta đi thật lấy không lên. Đây là khâu chiên bánh que vạt để đãi buổi thuyết giảng này nha quý vị. Câu bên kia là nó chiên nha quý vị.
Bữa nay là buổi thuyết giảng xong dùng cơm, mà bữa nay là đãi bánh xèo và cơm trộn nha quý vị. Giờ là các đồng đạo, cô chú đồng đạo đã bắt mâm ra sẵn nha quý vị. Đề tài thứ hai đang thuyết. Thuyết xong chúng ta sẽ dùng bánh xèo và cơm trộn. Sự của buổi thuyết giảng đây là đội này là ở xã Phú Thạnh đây, nguyên đội đây nghe quý vị, chỗ nào có ban trị sự thuyết giảng thì sẽ đến đãi cơm miễn phí hết nghe quý vị. Đây ngồi đó đây, nhà con gái đó cho con ngồi đó. Bây giờ là mới có chuẩn bị nha quý vị. Chưa có cơm. Quay các người đẹp trước nha quý vị à. Đề tài thuyết chưa xong nên là chưa có trộn cơm nha quý vị. Trộn rồi là ra ăn rất là nóng hổi, vừa thổi vừa ăn ngon quý vị ơi. Đây đây. Đây là nguyên liệu của cơm trộn nha quý vị. Còn đó là thùng cơm nha, còn đây là thợ chánh đây. Sau đây xin thông báo của Phạm Duy Thủy, Phóng đốc Cần Thơ ủng hộ cho ông Tài có 350.000 đồng. Xin cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, quý vị đồng đạo kính mến, sau hơn 2 giờ tiến hành thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hoàng Hảo, đến đây chúng ta đã hoàn thành nội dung chương trình. Giáo viên đã đem sở học triển khai nội dung đề bài mạch lạc, làm sáng tỏ tính nhân dân sâu sắc trong giáo pháp học Phật tu nhân của Đức Huỳnh Giáo Chủ, giúp chúng ta nhận thức thêm ý nghĩa trong câu chỉ giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để ban tổ chức hoàn thành chương trình thuyết giảng. Xin cảm ơn giáo lý viên không ngại đường xa đến đây thực hiện hoàn thành nhiệm vụ truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Xin tri ân ban trị sự các xã, phường, thị trấn và các nhà mạnh thường quân, quý vị âm thanh, ánh sáng, hậu cần và chư quý vị đồng đạo đến tham dự đông đủ để buổi thuyết giảng được thêm phần trang nghiêm trọng thể. Xin chân thành cảm ơn nhóm live stream phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự. Xin chân thành cảm ơn anh chị Ba Hợp, xã Phú ấp Phú Trung, xã Phú Thịnh B, tài trợ cà phê, nước uống. Xin chân thành cảm ơn vợ Sáu Cường và cô Hai Cớm ấp Hạ tài trợ cháo ăn sáng. Xin chân thành cảm ơn đồng đạo ấp Trung, xã Tân Quế và Phú Thành A tài trợ bánh giải lao. Xin chân thành cảm ơn Trần Phương Em, đại diện tổ bánh xèo xã An Long, Tân Long đã tài trợ chi phí tiếp đãi để ban tổ chức hoàn thành chương trình thuyết giảng hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố kết thúc buổi thuyết giảng. Trước khi dứt lời, kính chúc quý vị quan khách và quý vị đồng đạo đại sự an lành, thân tâm thường an lạc, hậu quả sớm như thành. Trân trọng kính chào Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức buổi thuyết giảng xin trân trọng cảm ơn đồng đạo đã có bài phát biểu cáo từ của ban tổ chức đã làm xong hồ sơ của mình. Kính mời đồng đạo về vị trí an toàn, xin cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng đạo. Giám sáng cây dương. Ngân hàng. Xa gì vậy? Dạ. Tiếp theo là đồng thành làm lễ nghi thức với mặt viên mãn. Kính mời. Thưa thôi lễ của giáo dục hoặc giáo hòa học mời. Thưa xong phút tỉnh lễ đã qua, kính mời quý vị tự tiện. Chương trình buổi thuyết giảng đến đây đã kết thúc và thành công viên mãn. Thay mặt ban tổ chức buổi thuyết giảng xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và có một ngày mới tốt đẹp. Xin hẹn gặp lại vào chương trình buổi thuyết giảng lần sau. Thân ái kính chào. Xin kính mời quý vị quan sát quý vị đồng đạo nước cấp thời gian thứ báo về nhà khách dùng cơm đứng nước với ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng ngày 13 tháng 9 Liên Giáp Thìn. Đây là tại ban trị sự của xã Tân Quế, Thanh Bình, Đồng Tháp không quý vị. Buổi thuyết giảng vừa xong, bây giờ tới buổi dùng cơm và bánh xèo không quý vị. Thank you.
Giờ này có cơm rồi nè quý vị ơi. Oh,
Ông ba hiện tại đang bị đó.